Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài, viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Đến với phần định hướng. Bài học ngày hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện cách viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc mà các em được làm quen từ bài 3. Để viết bài văn biểu cảm về một sự việc thì các em cần chú ý. Thứ nhất là xác định được sự việc cần viết bài văn biểu cảm, giới thiệu tóm tắt về sự việc ấy, nêu lên tình cảm, cảm xúc và thái độ của em trước sự việc ấy, vui, buồn, căm giận, xót thương, trân trọng, kính phục, ngợi ca và phê phán. Lập dàn ý cho bài viết, cuối cùng là viết bài văn theo một dàn ý hợp lý. Dựa vào những gợi ý vừa rồi, chúng ta tiếp tục đến với phần thực hành. Đề bài là viết bài văn biểu cảm về sự hy sinh thầm lặng của dì Bảy trong bài tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà của tác giả Huỳnh Như Phương. Em đọc lại văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà, tham khảo những hướng dẫn và viết bài văn biểu cảm về hình ảnh nhân vật dì Bảy. Cô có một số gợi ý về dàn bài như sau. Thứ nhất, trong phần mở bài, em nêu ấn tượng chung về những sự việc cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và của nhân vật dì Bảy ở bài tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà. Hai, trong phần thân bài, em lần lượt trình bày nội dung bài viết theo một trình tự nhất định. Tóm tắt câu chuyện về người phụ nữ chờ chồng 20 năm trong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà. Phát biểu cảm xúc, tình cảm, thái độ của em trước sự hy sinh thầm lặng của dì Bảy. Sự việc ấy đã nói lên tính cách và phẩm chất của dì Bảy. Cuối cùng là phát biểu suy nghĩ về sự hy sinh thầm lặng, cao cả của những người phụ nữ trong các cuộc kháng chiến và trách nhiệm của xã hội trong việc ứng xử với những người như dì Bảy. Cuối cùng, trong phần kết bài, em nêu lên suy nghĩ và bài học của cá nhân em về sự hy sinh thầm lặng của dì Bảy và phẩm chất của người phụ nữ trong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà. Như vậy thì vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em soạn bài, viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Ngoài ra thì các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong những bài giảng lần sau.